phố Bridgen. Ở đây rất là vui. Có mấy căn nhà này nè, nó biểu tượng của Bergen. Mấy cái nhà này nè là phía dưới. Phía dưới của nó là nước biển nên bởi vì gỗ không nè. Nghe những người ta nói lại này rất là cổ, mấy cái nhà này cổ mà. Ngày Chủ nhật rất là vui. Đó, người ta đây ăn uống nhậu nhẹt với khách du lịch rất là nhiều. Còn và tiện lợi là có xe bus đi nữa. À, bên kia là bến tàu. Bến tàu khách du lịch đụng vô nhiều lắm. Rất là vui nhộn. Đó. À, mấy căn nhà màu đỏ, màu vàng, màu trái là biểu tượng của Na Uy nha. Ở khách du lịch ra đây rất là nhộn nhịp. Qua Bergen chơi thì ai cũng phải ra phố này. Đi vô mấy cái khu trong đây cho mọi người coi, ở trong này nó cổ như thế nào nha. Đây là gỗ không, ta làm sàn gỗ không, hồi xưa mấy cái này là ta làm sàn gỗ không. Ở đây đóng cửa rồi. À, đi cái ngõ bên này, cái ngõ bên này có gỗ nè. Đây có tiệm bánh bakery cũng ngon. Uống bia ngoài trời nha. Bữa nay trời rất đẹp. Này. À. Là những nhà cổ. Hồi xưa là người ta xây gỗ không mà chứ không phải gạch như bây giờ. Phía dưới là nước biển. Em đi lên gallery đây nè. Cái nhà hồi xưa, thời cổ xưa luôn. À, toàn là cổ không nghe. Ngõ ra biển. No. Okay. Fine, dude. You sure? Can I have you? No, thank you. Okay. Huh? Này đâu có đi lên được hả? Uh-huh. How did you? Đi hết một vòng này đi. Đó. Đi luồn qua bên đây. Để ta coi mình quay mấy cái chỗ này. Này. 50% đang sale quá trời kìa. Đây. Đi vô đây khách du lịch ra là ai cũng đi tới nơi này. Đó. Ở dưới là nước biển không nha. Dưới là nước biển, hồi xưa ở đây là ở dưới là mặt nước, người ta làm gỗ. Đó. Nước biển không. Nên người ta hồi xưa là người ta làm gỗ không chứ không có. Nhưng mà hồi xưa gỗ ở đây thì rất là tốt. Nào đó, ba muốn cái xe đó đó. Mọi người tham quan. Này. Đây là phòng triển lãm tranh thành cổ xưa. Ta bán tranh. Rất là đẹp. Đó. Đang biết làm cách nào để đi lên ha. Hình như có cái ngõ đi lên.
Mà ở đây người ta làm cửa tiệm hết rồi. Người ta làm cửa tiệm hết rồi. Đó, những cái đồ người ta dùng ở đây là đồ gỗ không. Gỗ ở đây rất là tốt. Và người ta dùng da thú để giữ ấm. Này, da thú để giữ ấm. Này gỗ. Gỗ đẹp quá một cái à. Ly uống nước mà. Đẹp quá ha. À. Ly uống nước đó. Đó. Vô lụm cái. 249 trời mắc quá. À, rất là đẹp. Có nó. Thôi đi. Đi nè cái ly nè. Rút nó ở đây nè, ta dùng gỗ không á. Chẳng qua rồi, mình không đi lên được. Đó, có lúc hình như là mình đi được lên tới đó. Cái nhà cổ xưa của những người dân hồi xưa là tụi Na Uy này là nó là Viking, Viking. Ngọc thấy có cái tàu mà nó Viking như vậy. Rất là đẹp. Mấy năm trước đi thì cũng có quay nhiều. Là Viking. Đó là hồi xưa dân đây là ở nhà như vậy. Hồi xưa cái nhà hồi xưa. Toàn là gỗ không nha, nhà xây gỗ không. Toàn là gỗ. Cái đồ ấm. Đồ ấm ở đây rất là tốt. Đây nó chặn đường nó đi lên được rồi. Bảy phút rồi đi ra, đi vòng ra sao này cái đi ra luôn. Cái này mấy năm trước đã đi thường ở đây rồi, bây giờ cũng không cần đi nữa. Đây đó, toàn là gỗ và đá ha. À, cái biển gỗ đá. Cả các loại đá gỗ. Đá cẩm thạch. Ở đây toàn là núi đá nên nó có những cái loại đá ở dưới dưới sâu thì nó có cái này. Gỗ không nha. Đừng đi toàn là gỗ. À. Này có đi lên được nè. Đi thử đi lên nè. Rồi đi kiến sao cũng được. Wow, đây. Wow. Đó. Đó, toàn là gỗ không. Bên đây. Thì hồi xưa mà như những người nhà xưa ta ở mà nè. Đó. Rồi, thì trước mình đâu có đi đây ha. Đó, từ phòng được phòng nhà ở của người ta. Chụp không? Mấy cái cửa nhà vậy là dân hồi xưa ở đây, người Nọt, người Na Uy người ta bự lắm mà sao chắc. Hồi xưa chắc người chưa có, chắc chưa ăn đầy đủ nên không có cao vậy. Cái cửa thấp chuỗi như vậy á, thì đâu có đủ một người cao to, người mà người Tây Phương nữa. Người Na Uy là Tây Trắng mà. Ồ, cái bước này xuống nhảy ghê quá nha. Đó. Mấy cái này người ta không cho mình lên ha. Ừ, đi qua được, đi qua được. Thôi đi chiến sao đi. Đó mình không có biết ha. Ý, có ngõ này đi lên không? Có ngõ này. Oh my god. Đi đây.
này đi thông qua được nè, đứng này giữa sợ không nè. Đó, có cái ngõ thông qua. Oh my. Gỗ không? Nhà này cao hơn nè. Chỗ này cửa cao hơn nè. Cửa bên đó nó thấp hơn. Mình không được đi vô mấy cái chỗ đó ha. Oh, nhà là rồi cổ, nhà cổ xưa nè. Đi qua Bergen là phải đi ra những cái chỗ này. Đây, này đi xuống đi lên được không? Đi lên trên này ha. Đó, này. Đây mình đi lên. Ngõ đi xuống ở đây cũng có. Ngõ đi lên. Oh. Đi lên trên này coi, cái đóng cửa này. Ghê quá. Này mái ngói cổ xưa. À, cái cầu thang đi cũng có mái ngói nữa. Chụp số mọi người. Oh, cái nhà cổ hồi xưa ở ngoài hồ biển người ta giữ đó bây giờ luôn. Khách du lịch đi hơi đông ha, để đi xuống. Đi ngược qua ngã này. Ghê quá. Cái miếng này mềm mềm nó lúng lúng thì ghê quá, sợ nó sập quá. Cái này rất là cổ xưa. Cái này tiếng nọt không hiểu gì hết. Ghi là gì? Absolute foam air. Là cái gì? Who know? À, giống gì? Đi qua Bergen là ai cũng ra cái nhà, cái ngôi nhà, mấy cái ngôi nhà nhiều màu mà sàn gỗ ở dưới là nước biển. Hồi xưa ở dưới là nước biển, còn bây giờ thì cũng không biết ở dưới là có nước biển không, nhưng mà thấy cũng có xây gạch rồi. Khách du lịch bây giờ đây rất nhiều. Mình đi qua rồi. Đi qua bên khu khác. Ở đây gọi là cái gì? Nói là cái gì? Beijing vậy hả? Những ngôi nhà cổ xưa của người Na Uy. Bergen ở đây đó. Đây chặn hết rồi, không có đi lên được. Đây nó là cái chỗ này đây. Bridge. Tiếng nào. Khu nhà cổ. Khách du lịch tới đây người ta đi rất là nhiều. Biển là cái bến tàu là tuốt ở ngoài bên kia. Mỗi cái cầu thang nó có làm cái mái ngói như vậy. Vậy bên này có tuyết này. Này không biết phải xương cá, xương cá thiệt hay nó khắc bằng gỗ nè. Bên đây gỗ rất là nổi tiếng. Nguyên con cá, xương cá vậy.
Ở đây nó có một cái hồ để bỏ nước vô để mình nguyện ước. Rồi nước giờ đục ngầu à, hồi đó nước đâu có đục ngầu dữ vậy. Giờ đục ngầu ha. Nó dục đồng tiền xuống mình nguyện ước gì đó thì sẽ thành sự thật, nhưng mà không biết có phải như vậy không. Đi vòng qua đây đó, là quỳ gỗ rất là tốt, rất là nhiều gỗ. Đây áo da, đồ da đây là nổi tiếng, này da thiệt nè. Wow. Áo da nè cháu, có mua nào không? Áo da không? Đây con hươu nè, con này là thiệt á, một cái đầu thiệt á, hả? Đây toàn là gỗ. Cái này đi đâu cho mình đi lên ha, nhớ có cái cầu thang này cho mình đi lên đúng không? Ồ thôi đi qua bên này à, khách du lịch không á, khách tham quan không. Mấy cái nhà này cái da này chắc của con này nè cháu. Ừ, cái da trong đó đó, có nguyên miếng da thiệt trong đó luôn đó. Hồi xưa đó gỗ không như vậy, gỗ rất là chắc nha, nó quy này gỗ rất là tốt, nên người thường người ta xây nhà bằng gỗ. Visitor work. Cái này là tài sản của quốc gia nha, cứ để như vậy luôn không có vô được ha. Di sản văn hóa quốc tế này đâu có vô được, vô được nè. Ồ, đây mình vô được mà. Đẹp không? Hả? À, Daily Guide Tour nè. Đó, khu này là nó như vậy á, nhà cổ vậy á. Đây có cái cầu thang mà kìa, mình đi ở đây nè, đúng rồi nè, nhà cổ đây nè, đi hướng này đi lên được nè. Đi lên đây đó, đi lên cái này, nó gọi là cái gì, chữ gì nè, không biết là chữ gì, anh không biết tiếng nào. Wow, toàn là gỗ không, đẹp quá, gỗ cổ không nè, gỗ này giờ mắc tiền lắm á. Wow, đi qua bên kia được luôn, đi qua mấy cái nhà này được luôn, đi qua đây trước đi, hồi đi ngược lại cho nó. Có thể đi lên trên được không? Người ta chận là đâu có đi. Đó, cái nhà hồi xưa của người ta ở vậy. Cái này chắc có người á mình mới vô được. Chắc cái có đội gì người ta dẫn cho khách du lịch đi, đặc biệt có trả tiền mới vô được ha. Cái này mình không có lên được. À, cửa đi qua, có cầu thang đi xuống, có đường đi lên nữa, người ta không cho mình đi lên. Đây nhìn xuống mọi người, nhìn xuống con đường. Cái này đi xuống. Mình muốn đi nữa, đi xuống hả?
Ui, đi xuống ghê quá. Đi xuống chắc cũng đi ra ngoài thôi chứ. Trời đi là thấy không? Hồi xưa người ta là nhà đồ con đường đi người ta làm bằng gỗ nhà thông với nhau. Ủa có người từ trong đó ra kìa. Sướng quá ta. Mình đi thẳng qua bên kia. Có những cái đồ cổ nè. Cái máy cổ xưa nè. Trời ơi, gỗ này. Gỗ này lâu đời lắm nè. Oh my god. Chắc lắm á. Chịu được nước biển. Là có cái mấy cái bị hư nó cái người ta làm lại, có cái những cái bị hư người ta làm lại. Đây gọi là gì đây? Phải có người mới vô được à. Rồi mấy cái máy khoan hồi xưa nè. Đi lục cục ghê quá. Cái này có cái cửa đi lên nữa. Mà mình không được đi. Gỗ, wow. Gỗ thiệt là cổ xưa. Có ngõ đi kìa. Có đường đi xuống nè. Nhà hàng xóm bên kia kìa. Này đi ra ngoài luôn á. Ô nó không cho mình đi lên. Ở đây vẫn còn người ở hay sao vậy ta? Hay là cửa hàng của người ta ở dưới. Ồ đi xuống. Ở đây là đi ra biển luôn nha. Đây là đi ra biển luôn. À, sau khi mình tham quan xong, mình đi ra ngoài mình đón xe bus về khách sạn tùy. Đó, bên kia là bờ biển, bên kia là bến tàu. Rất là xưa. Rồi. Đây. Ở đây là Bergen nha. Chứ không phải Oslo, đây là Bergen. Hi, tạm biệt các bạn. Chỉ quay xem qua một chút thì ai mà có đi tới đây thì sẽ thấy chi tiết hơn. Sẽ đẹp hơn.